Xin chào các bạn, mình là Bùi Công Danh. Danh xin phép được nói một chút về cái phim hành động nhân ẩn này của nhóm Chuẩn Đam Mê. Đây là cái sản phẩm mà Chuẩn Đam Mê đầu tư cả khâu kịch bản và khâu hành động khác với những dự án trước của Chuẩn Đam Mê. Và trong cái phim nhân ẩn kỳ này á, Danh có hai nhiệm vụ, đó là Danh là đạo diễn của phim và đảm nhận luôn vai nam chính Nhất Thiên. Thật sự cái phim này đáng lý ra là đã ra mắt vào năm 2017, nhưng mà có một số trục trặc về khâu sản xuất cũng như là khâu hình ảnh, cho nên là sản phẩm này bị ngâm khá lâu. Nói một chút xíu về cái trục trặc trong phim á, là đầu tiên có một bạn diễn viên nữ đã nhận cái vai nữ chính, nhưng khi mà gần đến ngày quay á, vì công việc đột xuất cho nên là bạn diễn viên nữ đó không tham gia được, và Danh và ekip đã chọn một người khác backup, đó là diễn viên Ngọc Yến. Lúc đầu cũng hơi lo lắng, nhưng mà khi mà vào tham gia cái vai Na trong phim nhân ẩn thì Yến đã rất là cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt những cái cảnh hành động nè, rồi chịu lắng nghe ý kiến mọi người, rồi thoại thiết này nọ cũng rất là tốt. Khi mà sản phẩm này ra mắt á, mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn cho Danh cũng như là Chuẩn Đam Mê, để mọi người sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn những dự án tiếp theo. Mong rằng các bạn luôn like, share, ủng hộ kịch liệt nha. Xin chào. Diễn. Đưa lên. Đưa nhanh lên. Thông tin thì quá ít. Vấn đề quan trọng là cánh cửa cuối cùng lại không có thông tin nào hết. Diễn nha. Thì làm sao chúng ta mở lên? Diễn. Lòng lại mày ơi. Đưa lên. Bao nhiêu đi thông tin thì quá ít. Vấn đề quan trọng là cánh cửa cuối cùng lại không có thông tin nào hết. Thì làm sao chúng ta mở đây? Mọi người kia yên tâm. Đúc luôn râm. Và bài đăng của nàng mọi người. Bà phóng vào diễn. Đô ly. Bao nhiêu đây thông tin thì quá ít. Vấn đề quan trọng là cánh cửa cuối cùng lại không có thông tin nào hết. Thì làm sao chúng ta mở đây? Mọi người kia yên tâm. Tôi và báo đã có kế hoạch. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều phải trông cậy vào tài năng của Lan. Ý, bỏ tay xuống. Nói rồi, em giang xuống luôn cái tay. Xuống gì luôn phải không? Ừ. Anh nha. Bao nhiêu đây thông tin thì quá. Vấn đề quan trọng là cánh cửa cuối cùng lại không có thông tin nào hết. Thì làm sao chúng ta mở đây? Mọi người yên tâm đi. Tôi và báo là có kế hoạch. Lát lát thời gian cho nó không phải. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều phải phụ thuộc vào tài năng của nàng.
Xin chào quý vị khán giả của Chuẩn Đam Mê. Nhân ẩn là một phim Chuẩn Đam Mê đã quay một thời gian khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì mới có dịp làm chuẩn bị ra mắt quý vị khán giả, mong rằng được sự đón nhận. Thì trong Nhân ẩn, Tuấn Anh đóng vai một hacker tên là Tài, chuyên gia mở khóa và là một người không thể thiếu trong bộ tứ làm nhiệm vụ. Thì cái phim này chủ yếu là phim hành động, và miếng hài nó cũng có nhưng mà ít, nhưng mà riêng nhân vật của Tuấn Anh là không hề hài, không hề hài luôn. Lần này là mình chơi mình đóng cái dạng chính thống luôn, không hài luôn. Hy vọng là một cái nhân dạng mới với tuyến nhân vật mới sẽ được quý khán giả đón nhận, và mong rằng quý vị khán giả cũng đón nhận phim Nhân ẩn một cách nhiệt tình và share, like cho phim, giới thiệu cho bạn bè cùng xem. Và hy vọng là trong năm nay Chuẩn Đam Mê sẽ đánh lớn, sau phim Nhân ẩn sẽ còn phim Lời Nguyền và một số dự án khác nữa. Đây. Mình là Nguyễn Khang, là đạo diễn hành động của bộ phim Nhân ẩn sắp tới, mà cũng như là bộ phim của bạn đang xem. Đây là một trong những dự án mà Chuẩn Đam Mê phát hành trong năm nay. Cũng như tất cả các pha trong phim này đều được tập trước đó hơn một tháng, trong suốt khoảng thời gian tập liên tục để cho khi mà ra sản phẩm được hiệu ứng tốt nhất. Nhưng mà khi mà đến khi quay thì hầu như các bạn, khi chúng ta coi được những cái hình ảnh mà chúng ta quay như vậy, tầm khoảng có một phút, nhiều khi là chỉ có 30 giây thôi, nhưng phải đổ mồ hôi xuống mắt gần hơn 6 tiếng đồng hồ để có những cảnh đó, và không tránh khỏi những cái pha gọi là bị chấn thương. Chạy. Để con xô mày nha, mạnh luôn nha. Rồi, diễn. Chào tay rồi. Cam set, diễn. Máy chạy. Từ từ nó ra kìa. Máy chạy rồi. Nhanh nhanh nhanh. Rồi. Diễn. Diễn. Hụt gâu rồi, hụt gâu, hụt gâu. Trời ơi. Máy chạy. Diễn. Đẹp rồi đó nha, gắn đi. Tiếp. Nhớ đòn không đó cha. Đòn. Máy chạy. Diễn. Gãy tay rồi. Khoảnh khắc mà quay ở trên sân thượng là cái cảnh đó là mình đánh với lại, là mình trong vai báo, thì mình đánh với lại cái vai Nhất Thiên, thì quay đi quay lại cái cảnh đó đâu tầm khoảng có mười mấy shot thôi. Thì lúc mà đá thì gãy cái ngón tay út của bộ công danh đó, đó là cho nên là cũng ngưng lại một chút xíu, nhưng mà cũng cố gắng bó lại, sau đó tiếp tục quay tiếp trong cái vai đó, cũng như là cái shot đó cho nó thật là hoàn mỹ nhất, đẹp nhất để gửi đến cho tất cả các bạn. Máy chạy. Diễn. Máy chạy. Diễn. Vậy. Rồi. Diễn. Còn này luôn.
Má dạy, Diễn. Không có lấy bọc. Không có bọc. Má chạy. Diễn. Đúng rồi đó. Yến thì cũng có tham gia thể thao, nhưng mà thể thao võ ngoài nó không như thể thao võ ở trên phim. Thì cũng may là nhờ các anh em trong nhóm, trong ekip cũng hỗ trợ Yến hết mình trong cái dự án phim này lần này. Tập luyện rất là khó, anh em phải đổ rất là nhiều mồ hôi công sức vào đó, kể cả có nhiều người bị chấn thương và rơi nước mắt vì dự án này. Thật sự ra mà nói, máu cũng có thể đổ, mồ hôi cũng có thể đổ, nhưng được sự đóng góp cũng như là được sự ủng hộ của tất cả các bạn xem, mong rằng là các bạn sẽ like và share rộng rãi bộ phim Nhân Ẩn này. Mong muốn rằng là bộ phim này sẽ được đến tay của các bạn và được đón nhận bằng những tình cảm của tất cả các bạn. Yến rất là muốn khi mà phim Nhân Ẩn ra lần này thì các bạn ủng hộ, like và share, cũng như là đón nhận cái sản phẩm nhiệt tình, ủng hộ nhiều hơn Chuẩn Đam Mê và Yến. Cảm ơn các bạn. Hy vọng là vẫn được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Một lần nữa, Tuấn Anh đại diện cho cả ekip xin được chào tạm biệt và chúc cho quý khán giả nhiều sức khỏe để chi? Để mở phim lên xem những sản phẩm của Chuẩn Đam Mê. Rồi đi ra tắt máy đi. Không có ai hỏi hết. Tự quay tự.